Đúng 3 ngày tới, 4 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp, giàu có hết phần thiên hạ, tiền chất đầy nhà. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, bước sang 3 ngày tới thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 30 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 âm lịch năm 2023, thì đây là những con giáp vô cùng may mắn, hai tay hốt vàng hốt bạc của thiên hạ mang về nhà. Ai đen đủi thì cứ mặc đen đủi, nhưng mà những con giáp này chắc chắn sẽ may mắn hết phần của thiên hạ trong 3 ngày tới. Về phương diện tiền bạc thì các bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, trợ lực, nên từ đó sẽ thu về những khoản tiền không hề nhỏ. Những người mà đi làm hưởng lương ấy, thì khả năng cao sẽ được cấp trên cất nhắc đề bạt tăng lương tăng thưởng. Những người làm ăn kinh doanh thì sẽ có một ngày bán hàng cực kỳ là đông khách, buôn may bán đắt, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Vậy thì đó là những con giáp nào và ai sẽ là những con giáp may mắn nhất, vận may gì cũng sẽ đến với họ trong thời gian này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Tuổi Sửu thuộc con giáp đấy, người ta gọi là gì? Gọi là con trâu đấy, con trâu là đầu cơ nghiệp, đứng ở vị trí thứ 12 trong 12 con giáp. Biểu tượng của con trâu là gắn liền với đồng ruộng lúa nước, là cái nguồn sống quan trọng. Những người tuổi Sửu thì thường là những người kiên trì, chăm chỉ và mạnh mẽ. Cái sự độc lập, ganh đua với cái khó khăn là cái đặc điểm nổi bật của họ. Trong 3 ngày tới đây, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thì được nhận định là một cái thời điểm phát triển hài hòa đối với những người tuổi Sửu ở các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc cũng như là tiền bạc. Nói chung ấy, tiếp theo cái đà thăng tiến trong cái thời gian trước đó, thì trong 3 ngày tới đây, những người tuổi Sửu vẫn đang duy trì ở cái mức độ phong độ, nỗ lực bỏ ra thì nhìn chung ấy cũng sẽ đạt được những kết quả nhất định. Có cả cái cơ hội và cái thử thách nó song hành với nhau. Chỉ cần các bạn làm tốt thì chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được những cái thành quả rực rỡ và có được những cái thành công xứng đáng đối với mình. Đặc biệt trong thời gian này lại có thêm một cát tinh nơi chiếu mệnh, thì đây cũng là cái dấu hiệu cho thấy trong thời gian này quý vị gì càng làm thì lại càng có cơ hội gia tăng thêm may mắn, tiền bạc thứ càng đổ về nhiều hơn. Bên cạnh đó, những cái nhiệm vụ khó khăn, thách thức thì cũng sẽ là cái cơ hội cho các bạn để gì cấp trên thử thách các bạn, xem là gì trong thời gian tới các bạn có vượt qua được không. Và những người tuổi Sửu là những người biết nắm bắt lấy cái thời cơ, biết tận dụng cái vận thế của mình, và quý vị sẽ vượt qua được tất cả, trở nên giàu có sau một đêm. Trong 3 ngày tới thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì cái thời gian này để cao cái sự xông xáo, tức là bản mệnh càng gì chủ động, dám nghĩ, dám làm thì lại càng có những cái bước tiến xa hơn nữa trong công việc và trong cuộc sống. Nói chung những người tuổi Sửu ấy được thúc đẩy tinh thần nên là có thể sẽ đưa ra khá nhiều cái quyết định táo bạo, ảnh hưởng trực tiếp đến cái con đường phát triển sự nghiệp ở phía trước. Trong thời gian này cũng sẽ có lúc, nói chung là các bạn sẽ cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà cứ thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc này việc kia. Nhưng quý vị hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó. Những người tuổi Sửu hãy cứ nhiệt tình, cứ phấn đấu, ắt sẽ có ngày thu về những cái thành quả cực lớn. Nói chung ấy, trong thời gian này nếu dám thoát khỏi cái vòng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được là gì đi chăng nữa, thì các bạn cũng sẽ gì thấy là mình không chỉ tích lũy thêm được nhiều cái kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào cái hàng ngũ của những người có tầm ảnh hưởng quan trọng của tập thể. Thêm nữa, các mối quan hệ trong thời gian này nó cũng khá là tốt đẹp. Bên cạnh các bạn luôn có những người đồng nghiệp luôn nhiệt tình, tốt bụng giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ cho các bạn khi mà gì các bạn có yêu cầu. Vậy nên khi cần các bạn đừng có ngần ngại sử dụng cái sức mạnh của tập thể. Đó sẽ giúp các bạn gì đi được xa hơn trong cái thời gian tới. Thưa quý vị, xét về cái mặt tài lộc trong năm 2024 nó đất thìn, đặc biệt là trong 3 ngày tới, từ ngày 30 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, thì nói chung ấy, đây là một cái thời điểm xuân sẻ hanh thông, cũng sẽ kéo theo cái tài lộc được thăng tiến. Những người tuổi Sửu chắc chắn sẽ nhận được những cái trái ngọt từ chính cái công sức mà chúng mình đã xây dựng từ trước. Với cái việc mà được tài tinh nó chiếu mệnh, vậy nên những người tuổi Sửu sẽ có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thì thuận lợi, buôn may bán đắt. Các hoạt động cầu tài diễn ra trong cái thời gian này cũng khá là thích hợp. Khởi sự thì tốt đẹp, đúng như mong muốn của các bạn. Đặc biệt, những người kinh doanh buôn bán thì được dự báo là sẽ có nhiều cái vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, những người làm công việc cố định, làm công ăn lương thì hoàn toàn hài lòng với cái mức thu nhập hiện tại của mình.
Nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì cái cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc nó có thể ập đến khiến cho những người tuổi Sửu phải choáng ngợp và lúng túng vì không biết là gì, chọn ra cái gì làm được để ra nhiều tiền hơn. Cơ hội nhiều và có sẵn đó. Vậy nên cái vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình. Chớ nên mà ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Các cụ nói tham thì thâm. Cái việc hợp với người khác thì chưa chắc đã hợp với các bạn. Thành công cũng chỉ đến nếu như mà chúng ta có một cái lối đi riêng. Chỉ cần các bạn bình tĩnh suy nghĩ một chút thì các bạn hoàn toàn có thể tìm ra cái hướng đi phù hợp đấy để mà bắt đầu tiến đến cái thành công. Có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi để cho những người tuổi Sửu thu tiền về đẩy túi trong thời gian này. Xong, dù có nóng lòng muốn gia tăng cái tài sản đến đâu đây chăng nữa thì các bạn vẫn nên tính toán đến cái gì? Tính hợp lý và tính an toàn. Làm gì cũng cần phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan, khôn khéo. Kẻo là gì? Cơ hội nó lại dễ rơi vào tay người khác và các bạn lại trở thành những người bị thiệt thân. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, chúng ta biết những người tuổi Tỵ thì không thuộc tiếp người bốc đồng, mà ngược lại họ là những người rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí mật. Hơn nữa, ẩn sau cái đôi mắt tinh ý đó là một cái bộ óc luôn phân tích, giúp cho những ai mà là những người tuổi Tỵ ấy, thì có được cái nhìn tinh tế, cẩn trọng và cái khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra cái mấu chốt của từng vấn đề cũng như là cách giải quyết một cách ổn thỏa. Chính vì vậy mà trong 3 ngày tới đây, thứ hai, thứ ba, thứ tư, đúng không ạ? Sự nghiệp của những người tuổi Tỵ dần dần bước vào cái giai đoạn ổn định, hứa hẹn là sẽ dễ thở hơn. Đấy. Nói chung ấy, công việc nhìn chung trong cái thời gian này không có quá nhiều cái cản trở. Quý vị cứ chăm chỉ làm việc thì ắt sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng. Nếu mà có sự chủ động thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra cái cơ hội thăng tiến mà không cần phải bất cứ ai tác động vào. Bên cạnh đó, biểu hiện và cái chất lượng công việc sẽ nói rõ cái năng lực của các bạn đến đâu. Đó là cái lý do những người tuổi Tỵ cần phải chú tâm và gắng hết sức mình. Cấp trên cũng sẽ có những cái đánh giá xứng đáng với cái màn thể hiện của các bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị rất có lợi cho những ai mà đang có ý định gì ứng tuyển vào cái vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu mà đang cầu quan chức, cầu công danh, cầu sự nghiệp thì quý vị cũng nên đặt ra cho mình một cái lộ trình cụ thể. Ngược lại, với những người mang cái tâm lý ăn nhàn, ngại va chạm, tất nhiên cái vận trình nó vẫn cứ đều đều, không tăng cũng không giảm. Nhưng nếu mà đó là lựa chọn của các bạn thì các bạn cũng gì không có gì phải lo lắng cả. Quý vị cần đặc biệt lưu ý trong thời gian này thì nó sẽ xuất hiện một vài cái hung tinh chủ về cái gánh vác công việc vất vả, nói chung và nhiều cái áp lực nữa. Trong thời gian này đôi khi ấy, cũng không được đồng nghiệp đồng hành, hỗ trợ bởi người khác có thể đối mặt với cái chuyện là tiểu nhân quấy phá trong thời gian này. Thêm nữa, một vài cái thành công của các bạn cũng sẽ gây ra những cái ghen ghét đố kỵ. Các bạn sẽ dễ gặp cái họa thị phi, dễ gặp điều tiếng gièm pha, có thể ập đến bất cứ lúc nào. Các bạn nên hành xử một cách cẩn trọng để bảo vệ cái thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành cái bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn đến là gì tai bay vạ gió. Thêm nữa, cái sự xuất hiện của một vài cái hung tinh nó cũng sẽ khiến cho cái vận trình của những người tuổi Tỵ gặp nhiều cái trắc trở khó khăn đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, bên cạnh cái công việc nó hanh thông thuận lợi, đúng không? Công danh sự nghiệp thì phát triển. Vậy nên cái tài lộc tiền bạc của những người tuổi Tỵ trong thời gian này nhìn chung ấy cũng sẽ được cải thiện hơn rất nhiều và có những cái bước đột phá lớn trong tương lai. Không chỉ thu nhập tăng lên mà trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 30 tháng 2 đến ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch ấy, thì các nguồn thu từ việc kinh doanh buôn bán
hoặc là những người từ cái việc làm thêm ấy cũng sẽ được cải thiện đáng kể, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của những người tuổi Tỵ. Tất cả đều nhờ vào cái gì? Cái thiên thời địa lợi, cái cát khí nó mang lại. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới thì quý vị sẽ có cái nguồn thu nhập chủ yếu từ cái gì? Từ cái công việc tay trái cũng như là gì? Từ chuyện đầu tư kinh doanh. Nhất là những ai mà đang chăm chỉ ấy, thì sẽ hứa hẹn có những cái nguồn thu lớn nó đổ về. Trong thời gian này thì những người tuổi Tỵ cũng luôn xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực và phá vỡ những cái giới hạn của chính bản thân mình. Đấy. Từ đó sẽ thu được cái lợi nhuận cực kỳ lớn. Trong thời gian này, những ai mà nói chung ấy, an phận thủ thường, ấy, bảo gì làm đấy, thì đôi khi sẽ bị thụt lùi so với đối thủ. Thậm chí dù có cơ hội đến trước mắt nhưng mà cũng sẽ bị quý vị gì lơ là mà bỏ qua mất. Tuy vậy, thuận lợi là thế nhưng mà cũng không thể không nói đến một vài hung tinh nó vẫn còn ẩn tàng. Khuyên những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng cần phải hết sức cẩn thận trong mọi cái vấn đề của mình. Đặc biệt, các bạn cũng cần phải cần để cao cảnh giác với những kẻ lừa đảo. Những người kinh doanh thì được khuyên là làm ăn buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ. Để giữ được cái lợi thế của mình thì các bạn có thể dành thêm thời gian để quan sát đối thủ. Có câu biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Thông qua cái việc quan sát đó, các bạn vừa có thể nắm bắt được cái hướng đi của đối thủ, vừa có thể đưa ra cái phương án phòng bị hợp lý, lại vừa có thể học tập đối thủ để vươn lên, điều chỉnh lại bản thân, giúp cho mình có được những thành công rực rỡ hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây, thì những ai mà làm trong lĩnh vực tài chính bán hàng bất động sản hay là những ai làm đầu tư ấy, thì phải cần chú ý theo dõi cái biến động của thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra những phán đoán sai lầm, gây thiệt hại về tiền tài cho bản thân. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thì trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 30 đến ngày 2 tháng 3 âm lịch, thì những người tuổi Tuất là một trong con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, làm gì cũng sẽ được gì giàu có và hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta biết tính cách của những người tuổi Tuất thì có sự ngay thẳng, thật thà và cực kỳ tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền hay là vì vật chất mà đánh mất đi cái giá trị, cái phẩm chất của con người mình. Họ làm việc luôn tận tâm tận lực, luôn vì cái lợi ích của cộng đồng, của tập thể. Thường xuyên quan tâm, luôn ra tay giúp đỡ những người xung quanh. Họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm việc một cách là gì? Chính nghĩa, không bao giờ làm việc có lỗi với xã hội. Thế nhưng đôi khi họ lại bị gì hiểu lầm là những con người bảo thủ. Nếu như thấy người khác làm việc sai trái thì họ sẽ không trách móc mà đưa ra lời khuyên. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Tuất nói chung khá là hanh thông. Các bạn bắt tay vào công việc gì thì cũng sẽ được thuận lợi, cũng sẽ được người giúp đỡ. Vì thế, nếu mà các bạn đã có kế hoạch thực hiện cái việc gì ấy, thì nên tranh thủ làm ngay từ bây giờ. Đấy. Nói chung 3 ngày tới thì những người tuổi Tuất có nhiều cái cơ hội gặp gỡ với bạn bè, với đồng nghiệp. Dù vừa bước chân vào một cái môi trường mới thì cũng nhận được nhiều cái sự trợ giúp. Không bị bỡ ngỡ, bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm sẽ sẵn sàng đưa ra cho các bạn những cái lời khuyên hữu ích để các bạn có thể vượt qua được khó khăn. Các bạn luôn giữ được cái tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người. Rồi các bạn sẽ có những cái bước tiến nhanh chóng. Thưa quý vị, nếu mà khẳng định được cái vị thế bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành cho các bạn những cái cơ hội để vươn lên một cái vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là các bạn có dũng cảm nắm bắt lấy cái thời cơ hay không mà thôi. Dám thách thức với giới hạn của mình. Quý vị đừng có chần chừ, đừng do dự nữa. Kiểu cái cơ hội nó lại trôi qua, đi rất là nhanh. Đó. Với những người ở vị thế lãnh đạo thì các bạn cũng sẽ nhận được cái sự tin tưởng của cấp dưới và có khả năng lãnh đạo tập thể, gặt hái được cái thành công. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng không nên kiêu ngạo, ngạo mạn hay là coi thường người khác. Khi mà người khác có ý kiến đóng góp thì các bạn cũng nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi cái góc độ nhìn nhận về vấn đề, học hỏi những cái kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Đó.
Bên cạnh đó, công việc nó hanh thông thuận lợi. Vì thế mà cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tuất ấy sẽ có những cái bước tiến triển rõ rệt trên con đường tài lộc công danh sự nghiệp. Các bạn sẽ thoát khỏi cái tình trạng khó khăn trước đó, khiến cho túi tiền lúc nào nó cũng được rủng rỉnh, thường không phải lo lắng đến cái chuyện chi tiêu. Trong thời gian này thì những người làm ăn sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường, nên là cái số lượng khách hàng đối tác muốn hợp tác với các bạn thì ngày một gia tăng đó và ổn định hơn. Các bạn biết phát huy cái thế mạnh của bản thân, nên là không còn sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ nữa. Thậm chí càng là khi khó khăn thì các bạn lại càng có quyết tâm vươn lên, khẳng định cái vị thế của mình, dẫn đến là tình hình tài chính nó tăng tiến rõ rệt, khiến các bạn gì càng ngày càng tin tưởng hơn vào cái định hướng của bản thân. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì những người trẻ tuổi nếu mà đã lên kế hoạch khởi nghiệp hay là bắt đầu một công việc mới ấy, thì quý vị cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong cái giai đoạn này. Quan trọng là các bạn cần phải vạch rõ các bước đi và các hạng mục của mình. Có như vậy thì khi gặp phải khó khăn ấy, cũng sẽ không đánh mất đi cái định hướng. Quá trình thực hiện tất nhiên ấy, cũng không tránh khỏi những cái khó khăn. Song xung quanh các bạn vẫn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mà mọi việc dần dần đi vào cái huồng ấy, thì các bạn sẽ bắt đầu có lời có lãi và tiền bạc cứ thế mà tự động đổ về túi. Với những người làm công ăn lương thì những cái thành tích nổi bật trong công việc sẽ giúp các bạn có được một cái khoản tiền lương, tiền thưởng khá là hậu hĩnh. Cấp trên chắc chắn sẽ rất là hào phóng với những người nhân viên cốt cán như các bạn, cống hiến nhiều cho tập thể thì cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng hơn. Có điều dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy đi chăng nữa thì những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu. Vẫn còn một vài cái hung tinh nó ăn ngữ, nó có thể là khiến cho quý vị nếu mà không biết tiết chế chi tiêu ấy, thích mua gì thì mua, thích sắm gì thì sắm ấy, hay là chạy theo cái xu thế thì không mấy chốc các bạn sẽ tiêu sạch những gì mà mình đang có trong tay. Muốn phát triển được bền vững thì bên cạnh cái việc là cố gắng làm ăn thì các bạn cũng cần phải chú ý các lĩnh vực đầu tư hợp lý, tiết kiệm để làm sao tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày tới không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư từ ngày 30 tháng 2 đến ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch ấy, tức là nó sẽ rơi vào ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 dương lịch. Thì nói chung ấy, sự nghiệp của những người tuổi Hợi nó sẽ đạt được những bước tiến triển nhanh chóng trong cái thời gian này. Một phần là nhờ cái sự may mắn của cát tinh nó mang lại, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm của những người tuổi Hợi là không chịu thua bất cứ ai. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Hợi sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi, hài hòa và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người một cách là chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu ấy thì các bạn cũng sẽ nhận được cái sự yêu mến của mọi người xung quanh. Thậm chí có những khó khăn thử thách xuất hiện trong thời cơ này thì cũng sẽ là cái cơ hội để các bạn thể hiện nữa. Thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để cho những người tuổi Hợi học hỏi thêm được những cái lĩnh vực mới mẻ hoặc là thử sức bản thân ở trong một vài cái nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu các bạn sẽ gặp phải một số cái khúc mắc, xong chỉ cần các bạn bình tĩnh đối diện, các bạn sẽ làm quen được với công việc và bắt đầu vào cái guồng quay một cách là nhanh chóng hơn. Với người làm lãnh đạo thì các bạn tin tưởng vào những cái quan điểm và cái định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Cái sự quyết đoán của bản mệnh cũng sẽ giúp cho tập thể có những cái bước tiến triển thuận lợi hơn nữa, thậm chí là những người dẫn đầu trong một cái xu hướng nào đó. Tất nhiên trong 3 ngày tới đây thì không chỉ toàn là những cái thuận lợi, một vài cái hung tinh nó vẫn còn ẩn tàng đấy. Nó là cái dấu hiệu cho thấy chung quanh bạn vẫn còn có những kẻ là đố kỵ hẹp hòi với những cái thành công mà các bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp cái uy tín của các bạn. Điều mà những người tuổi Hợi cần phải làm lúc này ấy là bình tĩnh ứng phó, không nên để cảm xúc tiêu cực nó kiểm soát cái hành động của mình. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người tuổi Hợi có thể là gì? Chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cái tin vui ở vận trình tài lộc tiền bạc. Nói chung ấy, do có được nhiều cát tinh nó chiếu rọi, nó soi sáng, nó giúp đỡ nên những người tuổi Hợi sẽ tìm được nhiều cái cơ hội để thể hiện bản thân, từ đó sẽ thu được những kết quả xứng đáng.
Với những người làm công ăn lương, những cái thành tích liên tiếp trong cái sự nghiệp sẽ giúp các bạn nhận được những cái khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Thậm chí là có những người còn được đề xuất thăng chức tăng lương, giúp cái nguồn tiền của các bạn ngày càng trở nên vững chãi hơn. Những người làm ăn kinh doanh thì cũng giữ được chữ tín của mình, nên cũng sẽ được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu cái biến động của thị trường và nắm cái thời cơ để mở rộng cái mạng lưới, cái quy mô kinh doanh của mình. Có thể thấy, trong 3 ngày tới, để kiếm được một khoản tiền khá khá, thì những người tuổi Hợi cũng sẽ phải khá là vất vả. Song, vì các bạn luôn có cái động lực nên là cũng không ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán có thể trở thành những người lãnh đạo, người dẫn đầu trong một cái trào lưu khiến cho đồng tiền chảy vào túi ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, dù nó ăn thuận lợi đến mấy, đến thế nào đi chăng nữa, thì các bạn cũng cần phải luôn chú ý đến cái tác động xấu của một vài cái hung tinh nó vẫn còn đang ăn ngữ. Nó ngấm ngầm tìm cách hãm hại các bạn. Nguyên nhân là lúc các bạn sơ suất, thiếu tập trung, vì vậy mà có thể hãm hại bất cứ lúc nào. Vậy nên các bạn khi mà ký kết hợp đồng, ký kết giấy tờ, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin để tránh những cái rắc rối về sau. Và để hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại và cái khẩu thiệt thị phi, cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, thì ngoài ra những người tuổi Hợi cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên lao động quá sức hoặc là vi phạm luật giao thông, vì dễ để gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn tiền thuốc men chữa trị lại vừa mất thời gian, mất việc, mất tiền, vân vân đó. Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 30 tháng 2 âm lịch đến ngày mùng 2 tháng 3, tức là nó rơi vào ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 4 dương lịch đó. Và trong 3 ngày tới đây thì chúng ta sẽ có 4 con giáp cực kỳ may mắn, đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Tuất và 4 là tuổi Hợi. Đây là 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong 3 ngày tới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.